Trời ấy thì nắng nóng muốn xỉu luôn á, mà bà Tuyền bà báo ông Hí là bắt ổng phải chở đi chợ đặng mua đồ về bắt trend bắt ơ rồi đó. Mà mấy nay á mọi người làm được bao nhiêu món rồi, sau thành công của gỏi măng cục xanh á thì hôm nay mình sẽ làm thêm cái món mới nữa ha. Không biết ở đâu ra mà quá trời món luôn. Mấy hôm nay là xà quần với cái vụ bắt trend bắt ơ rồi nè. Đây em nói đây, mãng cầu sim gặp hạn sao quả đây. Bà không biết là nó gặp hạn hay mình gặp hạn nữa. Tại vì á cái này có hai sự lựa chọn là khi chưa chín thì mọi người sẽ chọn gỏi, còn chín rồi á thì mọi người sẽ đi làm trà mãng cầu ha. Do cái trái của mình á là do mình mua trước đó rồi, mình định là làm gỏi nhưng mà mới ăn gỏi măng cụt rồi thì mình nghĩ là để nó chín, nhưng mà nó chưa kịp chín nữa là nó bị thúi rồi mọi người, xui ghê luôn á. Giờ làm mấy trăm ký mặn cầu rồi, nó dễ dễ em cứ chơi với bà luôn dễ để mình cứ cho cứ cho cung cứ cho cung cứ cho cứ dễ vậy. Rồi, mai bán mấy trăm ký luôn, rồi mấy trăm ký lúc nào dễ dễ như là cứ cho cung cứ có gì chơi với bà luôn dễ cầu dễ cầu cầu. Bà Tuyền quá báo thiệt chứ. Nói chứ mấy này á coi tóp tóp và bị nhiều nên hơi bị liệu chút xíu nha mọi người. Giờ thì mình sẽ tách cái phần mảng cầu ra, nếu như mà ai thích để hộp á thì cũng để, còn không thích á thì mình lấy ra ha. Đó thì mọi người bóp bóp nhẹ cho cái phần nước mảng cầu ra, khi mình trộn đường thì nó sẽ nhanh thấm hơn ha. Mọi người ướp khoảng 2 đến 3 tiếng là có thể ăn được rồi. Đường á thì định lượng mọi người cứ tùy chỉnh thôi, không hiểu sao cái mảng cầu mình mua nó bị ngọt á. Thường ở Việt Nam mình ăn cái mãng cầu sim này nó rất là chua nha. Hồi xưa dưới quê mình á là cái trên cây nó rụng xuống là không có ai ăn hết trơn á, nó chua quá mọi người không thích ăn á. Còn bây giờ mua là hơi bị mắc luôn á. Mình sẽ làm một ly trà mãng cầu đây đến khúc thích nhất nè. Ôi ôi mấy nay coi tớp tớp thấy người ta lắc quá trời luôn mà đến bữa nay mới được lắc nè. Sướng sướng nha. Hôm nay thì bonus thêm cho mọi người thêm một cái món mới nữa luôn. Đây, bông giấy chiên giòn. Tự nhiên lướt lướt cái thấy người ta là bông giấy chiên giòn rồi trà bông giấy nữa, mà cái bông giấy mình á thì nó màu xanh nó không được đẹp nên thôi mình đem chiên giòn lên ha. Mình sẽ cho vào đây bột chiên giòn khuấy đều rồi nhúng cái bông giấy vô nữa. Hơi hoang mang quá không biết ăn có được không nữa, nhưng mà mình tìm hiểu thì thấy là mọi người cũng có ăn nè, thôi mình chiên lên mình ăn thử xem sao nha. Đến đây thì cũng thấy ok la rồi nè mọi người, chiên thì nó cũng phồng giòn lên nè. Ê nhìn coi bộ ổn rồi nha, cái này coi bộ ổn áp nha mọi người. Đây combo tam tai gặp hạn thái tuế. Ăn chung cho nó vui chứ ăn một mình nó buồn. Giờ thì mình sẽ ăn cái bông giấy chiên giòn này trước nha. Ban đầu cứ tưởng là ăn không ngon nhưng mà ăn cũng giòn giòn, tại vì bông giấy thì nó cũng không có mùi á, kiểu như mà cái bột chiên giòn của mình nó có cái mùi gì á thì mọi người chấm với tương ớt thì nó ra cái mùi của bột chiên giòn với tương ớt. Ăn thì giòn giòn cũng ok. Giờ thì mình sẽ thử cái phần trà mãng cầu. Trà mãng cầu thì chua chua ngọt ngọt nè, có cái thịt mãng cầu á, ăn cũng hơi bị cuốn nha, kiểu giải nhiệt mùa hè thôi. Mọi người còn muốn mình làm món gì nữa thì comment bên dưới cho mình biết với nha. Và cuối cùng mình đã nhận được giấy chứng nhận báo cấp độ 1 do chồng và con mình cấp rồi, nên mọi người cứ yên tâm nha.